Game này win cộng 500k. Cảm ơn Thành Nhân nha, ok nha. Uy tín à, tôi thích mấy người uy tín lắm. A này tay phải đánh ADC còn tay trái đánh rừng. Cảm ơn bầu nha các bạn em. Chứ sao. Bình thường thôi. Bình thường lắm mà. Ờ thật ra là tôi chưa đọc bản cập nhật mới luôn á. Tôi mới đọc mấy cái. Ôi da, trời. Ôi. À đào đớn cuộc tình luôn á. Hầu. Ai kè này giúp gần được mà không giúp vậy. À để tôi solo gần được chứ. Buồn thiệt. Wow, luôn. À, ok. Ăn trên wall luôn thấy có mùi à. Cười bà phải trên và kiếm gần ghê. Ngầu đấy. Ừ không có lá được chết chưa. Còn có chết không? Còn có chết không? Bà phải kiếm gần ngầu ha. Mất hết chưa? Mất hết chưa? Đợi lại mấy cái pha này là không cho mấy này sống được. Nè, cản tao đi. sợ liền. Ghiến chưa cưng. Ghiến rồi phải không? Đợi lại mấy pha này không cho để chơi game được. Vậy mà đơ là con cốc mo đó là đơ chết à. Ơ, à, đơ kia là con cốc mo đó, mày gần đơ nó không biết giết. Phải đơ, để đơ giết. Không có cho nó sống được. Nó vừa thấy chết, nó phải chết á. Cứ phải chơi luôn hả? Ừ, còn bãi. Dù thế chết ai cho nó sống được. Dù thế chết cho nó sống người ta kêu không biết chơi chứ. À, chưa sao đâu. Gần nó có lát tôi qua chơi luôn. Giờ quýnh tấm nó sẽ vô, quýnh con máu nó thôi. Tấm nó sẽ vô. Đứng đây cạnh xì mai, đừng ăn trong bụi nha. Này ăn ngoài bụi tôi xì mai tôi giết đó. Xì mai tôi sáu cái tôi giết đó. Oh, nice shot. Vậy sao cướp. Sáu. Nó chưa sáu nữa. Vẫn chưa sáu rồi nha. Gì vậy? Gì ghê vậy? Chưa sáu cày ghê. Quỷ ở gan nó chắc cú quá. Thank you.
TV chịu. Hãy sợ. Kết nhìn đứa mấy ba đánh hay cho mạng chứ. Nó kết chết tôi. Nghệ thuật không? Đánh nhìn nghệ thuật phải. Xin lý thì map binh đánh thì nghệ thuật. Ờ Thành Nhân ơi, vẫn đang xem đúng không Thành Nhân? Thành Nhân ơi, Thành Nhân vẫn đang xem stream đúng không? Còn nó không hợp đội hình nó khó triển khai, khó win. Đời đã muốn giết thì sao mà sống được. Hay dạ, hay dạ. Ui, cho đây nó mạng hoài nha. Ở đây nảy lì, ở đây nảy lì. Lên farm tiếp. Hoặc là không. Ôi ôi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhỏ nòi vậy, nhỏ nòi vậy. Xui anh em mà vừa ra gặp cái gánh. Hai thằng kia chết rồi. Gặp cái gánh E Cotterdam. Rồi hết thì sư giả luôn, ok. Và nó hàm chiếc ba quá trời, giết gheo trước đi được rồi. Tham quá. Kênh chat đơ không ai làm được à? Không ai làm được à mà khen hay trời. Kênh chat đơ không ai làm được hả? Lỗi game cơ. Vãi nồi. Xử lý dở thế. Hay nha. Phải là gà lát hay phí anh em mà quên có gia su. Nếu mà team mình không có gia su mới gà lát thôi, có gia su mình cứ gà đại, gia su nó gà chết thôi. Quỷ gì ghi. Qua bắn chán thiệt. Ngồi với nó cầm lát, cầm lát, cầm lát. Gồng này, gồng này, gồng này. Hay dạ. Ơ, Yasuo gờ đó. Ồ, Yasuo không có gờ. Shit. Thank you.
Gờ đâu? Trời ơi. Đào. Nice up! Yes, sir! Thằng AD nó vui quá rồi đó. Từ từ thôi, không là trừ 500k đó mặt cười. Cảm ơn thành nhân nha. AD nó vui quá rồi đó. Hỏi này được luôn hả? What the f***? Sao này em được vậy? Khùng quá. Giết hết cho đời. Trời ơi, không dính kia. Giỡn cái thần gần. Lee Sin ơi, gờ đâu? Ôi, chưa win, đừng hú nữa. Đánh gì xứng đáng có 500k không nhỉ? Ờ, Lee Sin nó vô gờ. Yasuo nó vô gờ. See.